Thưa quý vị, để đạt được kết quả tốt trong một kỳ thi thì phụ thuộc rất là nhiều yếu tố và trong đó yếu tố tâm lý đóng vai trò rất là quan trọng. Như vậy, làm thế nào để chuẩn bị tâm lý tốt trước một kỳ thi cũng như là chế độ dinh dưỡng cũng như học tập như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất cho các em học sinh? Và tất cả những câu hỏi này sẽ được thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Hồng Nhung giải đáp cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị ạ, rất cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin chào Phi Trâm, chào quý vị khán giả. Thưa chị, rõ ràng là tâm lý ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của chúng ta đúng không ạ? Và đặc biệt là các bạn thí sinh, trước khi mà chuẩn bị cho một kỳ thi thì hầu như cả bản thân mình khi đi học cũng vậy, có cái tâm lý rất là lo lắng, xáo trộn và cảm giác cứ bồi hồi đủ thứ chuyện hết. Vậy thì vì sao có tâm lý ấy vậy ạ? Đây là một cái tâm lý hoàn toàn bình thường của con người chúng ta. Khi chúng ta chuẩn bị bước vào một cái chuyện quan trọng hay là những cái chuyện mà có ý nghĩa đối với chúng ta thì chúng ta đều lo lắng. Tuy nhiên thì nó thực sự là nó trở nên thành có một thành vấn đề nếu như là lúc đấy cái chuyện đấy nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng là mất ăn mất ngủ hoặc là chúng ta không thể tập trung vào công việc. Vì vậy đối với các bạn thí sinh thì chúng ta cần có một cái chế độ ăn ngủ hợp lý cũng như là thiết kế một cái kế hoạch học tập làm sao cho nó phù hợp và khoa học. Nhưng chị vừa chia sẻ là về chế độ dinh dưỡng phải hợp lý này, phải ngủ đủ giấc cũng như là chúng ta phải chuẩn bị kiến thức tốt mới có một cái kỳ thi tốt đúng không ạ? Nhưng mà cái vấn đề tâm lý chị có thể nhấn mạnh rõ hơn, chúng ta đặc biệt là các em thí sinh nên chuẩn bị tâm lý như thế nào? Đầu tiên thì tôi muốn nhấn mạnh với cái việc là các em sẽ phải có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Các em phải ăn ít nhất là một ngày 3 bữa và nó đầy đủ các chất như đạm, đường, tinh bột. Ngoài ra thì các em còn có một cái chế độ ngủ, ít nhất là các em phải ngủ được 7 tiếng vào ban đêm. Giấc ngủ của chúng ta nó là một cái cách để nuôi dưỡng bộ não. Bộ não của chúng ta có minh mẫn thì chúng ta mới có thể học, chúng ta mới có thể ghi nhớ, mới có thể tư duy được. Phải thiết lập một cái chế độ mà học tập hay là kế hoạch hoạt động cho nó phù hợp. Ngày nào mình học môn nào, giờ nào mình học môn nào. Đó thì nó sẽ làm cho các bạn tập trung vào cái môn học đó hơn và học nó sẽ có hiệu quả hơn. Và thường thì được biết là có những cái kỳ thi á, kéo dài trong một cái thời gian rất là dài và các em phải chuẩn bị kiến thức rất là nhiều trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà có hai trường hợp. Một là các em khi mà thi xong môn này về thì nghỉ ngơi để chuẩn bị thi tiếp cho cái môn tiếp theo. Rồi cũng có cái trường hợp thứ hai là khi thi xong môn này thì về lại lo lắng cuống cuồng cho cái môn thi tiếp theo. Như vậy thì như thế nào là một cái phương pháp khoa học ạ? Chị có thể chia sẻ cho các bạn thí sinh ạ. Để cho các em có một cái tâm lý thoải mái trước khi thi thì tốt nhất là các em nên chia nhỏ các công việc, các hoạt động ra để học. Tức là ôn tập một cách bài bản và thường xuyên chứ không phải là ôn tập một cách dồn dập. Vì khi mà ôn tập một cách dồn dập thì nó sẽ tạo ra cái tâm lý lo lắng cho các em. Khi mà chúng ta lo lắng thì chúng ta rất khó có thể nhớ được. Và nếu như đã cố gắng nhồi nhét nhớ thì một lúc sau nó sẽ quên. Các em đặt mục tiêu cho tôi là một ngày các em sẽ học trong khoảng 8 tiếng. Sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng và tối 2 tiếng và sau đó các em đi ngủ. Và như thế thì nó sẽ rất là hợp lý cho các em. Và thưa chị, có một tâm lý chung như thế này, đó là các em sau khi thi xong á, nếu mà cảm thấy bài mình không ưng ý thì cứ suốt ngày suốt đêm cứ day dứt trăn trở về cái bài thi của mình. Rồi nhiều khi mà bị tác động từ phía bên ngoài nó rối tung hết lên, rồi chẳng suy nghĩ hoặc là làm thêm được cái việc gì cả. Khi mà các em thí sinh gặp trường hợp này thì chị có lời khuyên nào? Tôi hướng dẫn cho họ một cái kỹ thuật có tên là bảng trắng. Bảng trắng có nghĩa là các bạn ấy sẽ tưởng tượng trong đầu của mình có một cái tấm bảng màu trắng, không có cái gì ở trên đó cả. Và lần lượt các em hãy viết lên cái tấm bảng đó từ số 1 đến số 50, viết xuôi, sau đó viết ngược lại từ 50 đến 1. Các em lặp lại như vậy cho đến khi nào mà cái suy nghĩ ám ảnh kia nó hoàn toàn biến mất. Vì trong khoảng một khoảng thời gian các em cứ lặp đi lặp lại liên tục thì những suy nghĩ kia nó sẽ biến mất và nó sẽ không còn làm phiền các em nữa. Hoặc là một cách đơn giản nữa là khi mà các em có những cái suy nghĩ ám ảnh như thế thì các em nên tìm ra những cái sở thích để mình tập trung vào cái sở thích đó mà sao nhãng đi những cái suy nghĩ này. Tôi đơn giản ví dụ các bạn rất thích nghe nhạc hoặc các bạn thích xem một clip hài hoặc các bạn có thể nói chuyện với lại người thân. Thế thì tất cả những cái cách này cũng sẽ làm giúp cho các em sao nhãng những cái ý nghĩ kia mà nó đang ám ảnh các em và có thể để cho các em tập trung vào cái công việc là học tập, ôn tập đến cái môn tiếp của các em. Và một cái vấn đề khác đó là các em thí sinh khi đi thi thì lo lắng thì không nói rồi, nhưng mà bố mẹ, những người thân trong gia đình cũng lo lắng không kém. Thì trong cái trường hợp này thì chị nghĩ như thế nào?
À, thực ra thì theo một cái số liệu khảo sát của một tờ báo điện tử thì khi người ta hỏi các thí sinh là các em có muốn là cha mẹ đi thi và chờ các em ở cổng trường hay không thì có đến hơn 60% các em trả lời là không muốn và chỉ có khoảng 30% các em thì đồng ý. Và bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là cái này không phải là chúng ta nên hay không nên mà cái này phụ thuộc vào từng em. Có những em thì các em rất cần đến cái sự động viên của cha mẹ, nhưng mà có những em thì các em lại cảm thấy chính cái sự động viên hay chính cái sự quan tâm quá như vậy thì nó lại là tạo áp lực cho các em. Cho nên là cha mẹ có thể là hỏi ý kiến của các em xem là con muốn ba mẹ đứng đây chờ hay là con muốn là đến gần đến giờ ba mẹ sẽ đến để đón con, và như thế thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác thoải mái cho các em khi các em bước vào cái buổi thi của mình. Và có một số trường hợp là để giải tỏa căng thẳng cho các con của mình thì bố mẹ thường chọn phương pháp là dẫn các con đi chơi ở một nơi nào đó gần gần, tránh đi xa để gặp những trường hợp bất trắc. Thì chị nghĩ rằng đây có phải là một cái phương pháp để giải tỏa những căng thẳng áp lực cho các em hay không? Trước bất cứ một cái sự kiện quan trọng nào trong cuộc đời mình thì con người chúng ta đều trong một cái trạng thái hết sức căng thẳng, và đặc biệt là sau khi thi xong thì các em lại căng thẳng nhiều hơn, tức là sau khi thi một môn thì là nó sẽ rất là căng thẳng. Vì quý vị cũng biết là khi các con vào phòng thi thì các con sẽ phải căng thẳng liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, có nghĩa là não bộ các bạn của các bạn ấy sẽ hoạt động liên tục, và như vậy nếu như mà vừa ra khỏi phòng thi đã nhồi nhét những kiến thức tiếp theo thì sẽ làm cho các bạn ấy căng thẳng nhiều hơn. Nhưng mà nếu cha mẹ có thể dẫn con đi xem một bộ phim hay đi nghe một vài bản nhạc hoặc thậm chí là chỉ cần đi dạo thôi. Và khi mà đã được giải tỏa căng thẳng rồi thì các bạn ấy có thể là tập trung vào cái bài thi tiếp theo tốt hơn, cũng như là khả năng tư duy lúc đấy của các bạn ấy sẽ nhanh nhạy và chính xác hơn rất là nhiều. Một cái bi kịch của rất là nhiều gia đình đó là bố mẹ kỳ vọng rất là nhiều vào con mình, trong khi con mình thì năng lực nó có hạn chế thôi, rồi dẫn đến rất là nhiều hệ lụy và gây nên áp lực cho chính những cái đứa con của mình, và tất nhiên sẽ ảnh hưởng không tốt đến kết quả thi. Vậy thì theo chị ạ, với vai trò là một người bố, người mẹ hoặc là người thân thì sự chia sẻ, động viên hoặc là sự kỳ vọng của các cha mẹ thì sẽ ảnh hưởng đến các con như thế nào? Và họ nên làm gì để tốt cho các con của mình? Hầu hết các cha mẹ hiện nay thì đều đang đặt nặng lên cái đôi vai của đứa trẻ những cái việc như là ngày xưa ba rất muốn làm bác sĩ nhưng vì ba không thực hiện được cho nên bây giờ con hãy thực hiện hộ ba. Và đó, chính những cái điều như thế đã làm cho trẻ gặp căng thẳng. Trong khi đó trẻ thì trẻ thích làm giáo viên, nhưng mà vì ước mơ của cha mẹ mà trẻ phải thể hiện để trở thành bác sĩ. Rồi sau khi mà bước vào phòng thi, thi xong, vừa bước ra khỏi cửa một cái, câu đầu tiên hầu hết các cha mẹ không hỏi là con có mệt không, mà sẽ hỏi là con có làm bài tốt không. Đó, cái câu hỏi đó là một cái câu hỏi mà nó sẽ tạo một cái gánh nặng cho trẻ. Tư cách là một cái người làm về tâm lý thì tôi rất mong là cha mẹ hãy để cho con có quyền lựa chọn cái nghề nghiệp của mình. Cha mẹ hãy chỉ đóng vai trò là một người hỗ trợ, là một người đưa ra những cái lời góp ý cho con chứ không phải là người quyết định hộ con. Và cuối chương trình thì chị có lời khuyên nào đến các bạn thí sinh cũng như chính những cha mẹ của các em ạ? Với các bạn thí sinh thì tôi muốn nhắn nhủ với các bạn một điều là các bạn hãy thực sự là bình tĩnh để có thể hoàn thành tốt cái bài thi của mình. Tôi muốn hướng dẫn cho các bạn một cách các bạn có thể bình tĩnh trong phòng thi. Thứ nhất là các bạn hãy lưu ý với tôi là hãy mang vào trong phòng thi của mình một vài cái kẹo. Một vài cái kẹo ngậm. Các bạn đã biết là đồ ngọt thì có thể làm cho các bạn giải tỏa stress. Và nếu như các bạn quá là lo lắng hoặc quá là run hoặc là sợ khi mà vừa đọc cái đề bài xong mà thấy nó lo quá thì hãy bình tĩnh, hãy ngậm kẹo cho tôi trong vòng 3 đến 5 phút, nhắm mắt lại, chỉ tập trung vào việc ngậm kẹo và không để ý đến bất cứ một cái điều gì xung quanh và thậm chí không để ý đến cái đề thi đó nữa. Chỉ 3 đến 5 phút thôi, nhưng mà trạng thái của các bạn có thể ở nó sẽ đưa các bạn về một cái trạng thái cân bằng và giúp ích rất nhiều cho cái việc mà các bạn sẽ bình tĩnh và có thể suy nghĩ một cách thấu đáo để đưa ra những cái câu trả lời phù hợp cho đề thi của các bạn. Cái thứ hai nữa là các bạn nhớ là cái chế độ nghỉ ngơi của các bạn phải rất hợp lý. Vì các bạn phải có rất là nhiều cái sức khỏe, không những về thể chất mà cả về tinh thần để có thể chiến đấu trong 3 ngày thi. Đấy, cho nên chúng ta cần phải rèn luyện ở đây là gì? Tập thể dục hàng ngày, mỗi ngày 30 phút, ngủ ít nhất là 7 tiếng một ngày và nhớ là ăn đủ 3 bữa. Còn về phía phụ huynh, tôi cũng rất mong phụ huynh hãy sát cánh bên con, hỗ trợ con nhưng không phải là tạo áp lực cho con. Hãy hỗ trợ các cháu thông qua những bữa ăn, hãy nhắc nhở các cháu để các cháu có một chế độ ngủ đầy đủ cũng như là hiểu được cái tâm lý của các cháu và đừng có đặt những cái áp lực quá lớn lên đôi vai của các cháu trong những cái giai đoạn thi cử này. Và nếu như trẻ mà không may mà trẻ rớt
trong cái kỳ thi này, thì hãy tạo niềm tin cho các con là chúng ta còn rất nhiều những cái kỳ thi tiếp. Và hãy nhớ rằng là thất bại là mẹ của thành công. Và đôi khi những cái kỳ thi này chỉ là cọ sát để lấy kinh nghiệm, để các con có thể đạt được những cái điểm cao hơn trong những cái kỳ thi sau. Dạ vâng ạ, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp nếu chúng ta được đặt đúng chỗ. Và việc chuẩn bị tâm lý, sức khỏe trước mùa thi thì phải bắt nguồn từ rất sớm, trong cả quá trình học, chứ không phải là gần đến ngày thi chúng ta mới lo lắng về điều này, đúng không ạ? Và những bậc phụ huynh cũng thay vì tạo những áp lực cho các con thì hãy cùng động viên, chia sẻ cho các con để các con có một tâm lý thoải mái trước mùa thi. Và nhân chương trình này thì cũng chúc cho tất cả các em sẽ chuẩn bị được tâm lý thật tốt để có kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp đến. Và một lần nữa rất là cảm ơn Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Hồng Nhung đã có những chia sẻ rất là có ích trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.